Dạ, lời nói đầu tiên là Dũng Nhí cũng xin phép trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt ở Mẹ Đồng Quê hôm nay. Thường thường mỗi năm thì Dũng Nhí cũng hay xuống đây hay biểu diễn phục vụ bà con. Nhưng mà hôm nay thì đến đây với không có diễn hài nữa, chẳng tại vì thật sự diễn hoài hết tuồng rồi. Dạ bữa nay hát được không bà con ơi? Dạ hát nha. Đần đi. Dạ. Dạ bữa nay hát ha. Dạ, Dũng Nhí xin kính gửi đến cho tất cả bà con trích đoạn trong vở cải lương Lời Thơ Trên Tuyết. Dạ, mời bà con cùng nghe. Tư Lan ơi, sao anh không phải nhổ ngay vào mặt con người bội phản, rồi hãy mạnh dạn bước đi, không thù không quán, không tiếc không thương, một dĩ vãng yêu đương đã phôi pha trong tâm trạng kẻ mong chờ. Mà làm gì một bức tranh màu sắc đã mãi mờ, để anh phải ngập ngừng khi quay qua nghẹn ngào ứa lệ lúc phân ly. Hãy gọi gió cuộc câu thề, gọi trăng gọi tiếng hên, và lại ta đất trời vừa đem anh thoát khỏi bàn tay của quỷ sứ đã dùng yêu đương mà đạp cho anh phải tan tận cả đường khô. Chương trình hôm nay là một sáng tác bài giọng cổ được mang tên Lý Chim Nguyên. Bài giọng cổ này Lê Anh Thấm sẽ song ca với nam nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh.
Bậu ơi. Dạ. Bậu kêu tôi ra ngoài này chi vậy? Trời ơi, hẹn hò mặc đồ nổi quá vậy. Hổn không vậy trời? Tôi biết ngày vui của bậu mà tôi chắc không đến được, cho nên hôm nay mặc đồ này để ra mắt cô. Dạ bác ơi. Biết rồi, tôi biết hết rồi, đừng có giấu tôi nữa. Nhưng mà bậu biết cái gì, bậu nói tôi nghe được rồi. Tôi nói cho nghe này nha. Thì bậu nói đi, bậu biết cái gì nè. Chim quyên quầy ăn trái quầy. Mình ơi, chim ơi chim xa rừng thì chim.
bầu còn cay đắng làm chi cho kẻ vô quy bận biểu đau lòng. Chắc là nó muốn vô tù bị cắt
gì nói thôi đừng khóc nghe bạn hát nè. Kể từ lúc nữa cái nửa đường dài gánh bao lâu rồi em? Dạ 2 năm rồi Quang. Hai năm rồi hả? Thầy đây, lấy giấy viết ghi vô thì hết nửa đường gãy gánh. Hai năm thôi, thấy mặt thầy là tôi biết rồi, ghi nửa đường gãy gánh chấm hết. Còn cái vụ 2 năm để tôi nhớ, thầy nhớ nguy hiểm. Sao em lo thổ tiếc gánh hôm nay, thân cô đơn phải tìm các xuân nhai rồi sao? Dần quán nước qua ngày mua bán. Trời ơi, cái tay gì đâu mà nó múc bíp dễ thương quá trời vậy. Em bán gì vậy em? Dạ em bán cháu hến. Bán cháu hến à? Trời đất ơi, dễ thương quá à. Rồi sao, nói qua nghe coi. Nhưng bận Trùm Lý Bác Sư và cô đồng hào hát ấp giao nha, bảo rằng mất trộm tối đêm qua em chia trữ đồ dán với đạo tặc. Rồi sao nữa, nói. Quyền Quang ơi, thân gái giá chồng phòng không chiếc bóng sông tối hoành yêu chẳng có ai bầu bạn. Rồi sao nữa em? Vậy mà họ còn du quan bởi người ấm hài. Em mong quan đầy đôi thương tình. Để đó quan tính cho. Đang yên ổn làm ăn tay đang bất tình lên. Quan nghĩ qua lấy trong nhà đòi 100 quan trong lúc mua bán ê ầm. Em chạy đâu ra trong tầng quá mùa vòng không. Lấy trong nhà giống gió nó đun đun. Nếu không có, ông đòi giải em lên quan lập tức á. Em năn nỉ thế nào không có được. Em nhờ quan tiếp luôn xài hên em thôi mà em đừng có khóc nữa hết. Em khóc nhìn cái mặt em nó xấu lắm ê hên à. Dạ hên ơi, đêm nay quan sẽ đi di hành khám điền thổ từ làng trên xuống xóm dưới. Sẵn đó quan ghé qua nhà hên. Dạ quan khám cho nó kỹ chút hến ơi. Bữa nay anh thấy hến đẹp quá trời quá đất vậy ta. Hến ơi hến đẹp làm chi? Để cho quan quyền sáng đi chiều về. Quan về hến đừng có cho về, kéo quan ở lại ngày mai quan về. Đêm nay quan sẽ khám nhà, khám bên bầu lúa, khám bên chuồng gà, quan cũng khám luôn. Trời ơi, quan ơi, tắt echo luôn, tắt quạt luôn. Quan khám gì mà quan khám dữ vậy quan? Thì quan phải khám cho nó kỹ chút, để ở dưới nó có thư kiện lên trên thì. Quan nói quan khám kỹ lắm rồi. Nhưng mà em sợ. Sợ gì? Em sợ. Sợ gì em? Em sợ. Trời đất ơi, đang ngon trớn tự nhiên nhắc tới bà nổi ốc cái trời rồi. Đừng có sợ gì hết trơn rồi á. Dạ, quan đừng có nổi ốc. Quan vuốt giận á quan. Vuốt cái râu nó dặn xuống em quan. Thôi được rồi. Hên. Dạ. Thôi bây giờ hên về đi. Hen, mọi chuyện để đó quan lo cho. Dạ. Về đi hên. Vậy tối nay hên sẽ trà, rượu, bánh, mứt. Hên để ở nhà hên chờ quan nha. Về đi hên. Đặc biệt là hên chuẩn bị một cô cháu hên ở nhà đợi quan đúng không? Về đi hên. Dạ.
Anh về đi cái thương cái mấy anh YouTube muốn tắt máy trơn trời. Cảm ơn. Hà Nội mến yêu ơi, mảnh đất ngàn năm tháng long hùng chi, Ba Đình đây lộng lẫy đón muôn người. Phơi phới niềm vui từng tiếng nói nụ cười, ơi thu lạnh một trời nắng đẹp đứng giữa Ba Đình đón. Giọng năm nào lời vàng ngọc thốt ra, bác đã khai sinh nên dựng chùa cổng qua. Lòng nhẹ nhàng đi vừa cờ qua, nhớ quá thăng long lệ nhòa đông khuya mắt. Ngồi bên em giữa lòng phố lành, nghe cô đơn canh canh trong hồn. Nhớ về đâu khi mũ thấy lên đèn, rồi nói với em một thời thơ dài, thời học trò mong được đến chẳng hơn gì. Tôi nói con bằng không khi em mơ tưởng đến Tây Hồ thơ mộng. Hà Nội vào thu hai tâm hồn như một, khi qua sửa vô tình hồn thốn nhất hương đưa. Hà Nội ơi, đêm này tôi đã biết lời gươm thần rồi dân ai. Mấy ngàn năm mà ngọt đắng cay, ân tình đó chờ sao cho xin. Bao đời dạt đến đây đều phơi xác, ánh mắt dịu dàng quá đôi thép đanh. Đêm nay mắt ấy trong anh mang về nơi đó màu xanh trong lòng. Đã đi mà già chẳng đành, đêm thu Hà Nội anh dành riêng em. Sống giảm anh đứng chiều em, mà nghe dây dứt nỗi niềm.